trời ơi rồi chết bà thấy không. Từ từ vuốt à anh em ơi, từ vô màu dữ lắm bự rồi. Rồi trời vuốt lo quay phim không có cái cây cắm nè anh em cà xem nè, dữ lắm rồi, nãy giờ nó nằm lâu dữ lắm rồi nó nha, để dính mình quay cho anh em coi anh em, mình không có cái cây để điện thoại anh em, dữ lắm bự rồi. Rồi. Con này cả ký rồi anh em ơi, ký thì chắc không tới đâu, dữ lắm nó vàng anh em ơi. Trời cái hang nè, hồi nãy câu sảy anh em, cái hang của nó nè, nãy câu sảy, trời ơi nãy sảy rồi nó không ăn nữa anh em, nó về chừng dữ dằn lắm, lấy dây mình bỏ dữ luôn anh em. Ôi nó vàng đó nè, ôi quá đã anh em ơi, để mình lấy cái cây mình cái cây chọt lỗ của mình cắm xuống, đưa cái điện thoại vô coi. Trời ơi mình không có đồ cắm điện thoại quay cho anh em coi nha anh em, trời ơi nó đã, ôi ôi nó vàng dữ lắm đã anh em ơi, đậu nó đem lên bờ đi cho nó chắc. Ôi ôi đại vàng, ôi ôi nó đã, để gỡ ra cái, ôi nè anh em nhìn nè, trời ơi nó đã, con này phải 700-800 gram nha anh em. Ôi ôi chút nữa về mình căng cho anh em coi nha. Ôi 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 nó đã anh em ơi, coi nó dài nè. Ôi ôi nó bự. Con này gần cắt 700-800 gram á anh em, chút xíu về mình rửa sạch mình câu cho anh em nha. Đây là lần thứ hai trong đời mình câu dính con lươn bự như vậy, là lần đầu tiên nha anh em. Ôi ôi đã dữ dằn nha anh em, ôi ôi nó bự quá trời đã, ôi nó vàng, ôi ôi con mắt nè anh em, mình không có cái cây cắm điện thoại mình cắm cho anh em coi nha, dính lên rồi mà nó quay cho anh em coi, trời ơi nó đã, ôi ôi nó vàng mà nó dài cái nè, con này dài chắc cỡ 6-7 tấc á anh em, 6-7 tấc á không hết đâu, đậu nè, còn một hang ở trong cái đám môn đó, dữ lắm cái hang cũng bự nha anh em, để mình hồi nữa mình vô mình quay cái hang trong đó cho anh em coi. Mình xuống cái góc ngã mình câu con này trước liền, rồi giờ bỏ bọc mình vô mình quay cái hang trong kia cho anh em coi nha anh em, về mình căng con này cho anh em coi nha, rồi giờ bỏ bọc nha anh em. Ôi nó đã anh em ơi, rồi anh em xem kênh thấy hay thì ủng hộ mình nha anh em, bữa nay không có đi bẫy hít con nữa mà bữa nay đi câu lươn nha anh em, rồi vô bọc nha. Ôi nó vàng quá trời bự rồi, con màu à, ổng ăn xong việc mình ăn sao hết, nó đưa cho ổng với đông mà ổng nhậu thì ổng nhậu. Ôi rồi nó đỏ đầu nó bằng cầm tay thôi á, quá trời bự rồi.